Rồi, hello, em xin chào anh em chú bác nha. Thì chúc anh em chú bác thành công nha. Sắp tới lễ anh em ha, thì chúc anh em chú bác ăn lễ vui vẻ nha. Thì hôm nay em có lại có một số đồ số máy nha. Chắc hôm nay em sẽ giới thiệu linh kiện với pin nha anh em ha. Thì một số mỗi hàng anh em hàng xài pin nha. Nói chung là em đa số là đồ linh kiện pin nha. Anh em có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại góc trái màn hình giúp em. Anh em thương em cho em xin một like và đăng ký nha anh em. Em chân thành cảm ơn em rất nhiều nha. Thì hôm nay em sẽ quay lại một số đồ linh kiện rồi em sẽ quay sơ cho anh em xem cái nào anh em cần thì anh em cứ alo cho em. Thì em sẽ gửi xem hàng trả tiền nha anh em. Thì địa chỉ của em là ở B20-34 ấp 2 xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh nha anh em. Em tên Hoàng Việt. Đó, rồi. Thôi không nói vòng vo thì em sẽ quay một số đồ nha anh em. Thì để cho anh em tham khảo sơ một cái rồi để mà mình biết những cái món hàng đôi khi có những cái món hàng anh em cần mua thì anh em sẽ liên hệ với em ha. Thì em có số điện thoại của em thì có Zalo đầy đủ nha anh em. Số Zalo em là công khai. Tất nhiên là anh em nhắn là vô nha anh em, không cần phải kết bạn hay là gì hết trơn, là cứ nhắn là vô thôi anh em chứ không có để chế độ người lạ hay gì hết ha. Rồi thì đây em có một số pin ở giỏ này là giỏ ha 18650 nha, 10 cell nha, 10 cell, 15 cell với 20 cell là 18650. Và phần ở trên nó là giỏ 217 anh em, 217 10 cell có mạch luôn. Giỏ đó một bộ nó là giỏ mạch 140.000 nha. Thì ở đây có quạt nè anh em, quạt này là quạt 2 tấc anh em ha. Quạt này quạt 2 tấc. Quạt này thì anh em chuộng rất là nhiều, xài rất là mạnh nha, cánh sắt lồng sắt. Xài chế đế chân pin Makita thông dụng nha. Thì anh em nào mà cần mua pin sạc mà để dành cho quạt á thì cứ nói với em, thì em sẽ đóng cái pin dòng xả thấp thì để cho anh em sử dụng quạt nha. Thì thôi thì đây em có một số máy nè anh em, máy đợt rồi thì em bán hết rồi. Thì còn những con máy như là một mắt 144 nè, 6919 nè, với lại con đầu khía anh em có hai ba con, còn hai ba con nè. Thì đợt rồi bán mấy cỏ đó này kia nọ đó hết rồi. Thì đây em sẽ quay sơ chút xíu giới thiệu đây với anh em ha, đèn với mạch này kia nọ ha, để chuyển thôi không nói vòng qua đi anh em ơi ha. Thì mình quay sơ vậy thôi, thì em sẽ để điện thoại lên và em giới thiệu chi tiết cho anh em xem nha. Thì anh em thương em cho em xem một like, xin một like một lượt đăng ký nha anh em, xem video và xem từ giúp em, xem hết video giúp em, chân thành cảm ơn rất nhiều nha. Thì hôm nay em có một cái mỏ hàng anh em, mỏ hàng này là mỏ hàng xài bằng ga nha anh em ha. Thì có ga có gì sẵn cho anh em luôn nha, có ga có gì sẵn luôn. Ga thì một chai 25 ngàn, anh em muốn mua bao nhiêu chai thì mua ha. Thì ga này nói chung là nó tiện dụng cho anh em khi mà anh em sử dụng mỏ hàng này ha, đó là vậy. Rồi thì em sẽ để lên đây và em để chì sẵn anh em ha. Thì mình sẽ tháo ra, cái này là em đã thử rồi anh em, em đã vô ga thử cho anh em xem rồi đó. Thì ở đây nó có hai cái đầu anh em, hai cái đầu nha, hai cái đầu. Cái đầu này đầu khò nha anh em ha. Khi mà mình sử dụng thì mình sẽ lấy học quẹt mình dặn cái này nè, đây là có chữ FO nè anh em, dặn cái thân nó nè ha, dặn cái thân nó để em quay gần nè đó, anh em quay gần quay xa nha. Đó, cái này là anh em cầm trên đầu này anh em quay nè. Đó, anh em cầm trên đầu này anh em quay nè ha. Rồi bây giờ sẽ quay ga sơ cái nha. Ô quẹt đây hả? Đó, bắt đầu nó sẽ khò nha anh em, nó sẽ khò. Khò cho anh em chỉnh lớn nhỏ ha. Đó. Đó, thấy không? Rồi bây giờ tại vì em quay ít thôi, tại vì anh em biết sao không? Em làm nóng quá em tháo cái này ra không được nha. Để em để coi. Tại mình khò nóng quá là mình thay cái đầu không được anh em. Đó, mình phải để cho nguội. Thì nếu mà là để cho nguội thì mất thời gian. Đó. Ở đây thì có một cái đầu hàng nè. Đó, em đã hàng thử rồi nè. Đó, anh em sẽ để vô đây. Quên, còn có khúc này nữa anh em. Khúc này nữa nè, anh em dặn này vô đây. Cái đầu này nó dính như luôn á, tại em dặn ga bị lố á, dặn. Đó, anh em sẽ dặn này vô đây, thấy không? Nó có cái đầu nè. Đó, mình sẽ dặn chỗ này cứng vô ha. Đó, mình sẽ dặn vô cái đầu này. Đó. Rồi mình sẽ hàng chì nha anh em ha. Hàng chì. Rồi cái này một combo của nó là 140.000 anh em. Rồi bây giờ mình sẽ dặn ra nè. Bây giờ sẽ mồi nha. Dạ. Khi nào nó đỏ anh em, khi nào nó đỏ chỗ này nè anh em là nó bắt đầu nó sẽ hàng được á. Đó. Dạ. Đó, ra kìa. Nè, nó sẽ đỏ vậy nè anh em. Đó, nó sẽ đỏ vậy nè. Đó anh em chỉnh lớn chỉnh nhỏ nha, chỉnh lớn chỉnh nhỏ tùy hàng được hết trơn nha. Đó, nó sẽ đỏ vậy đó nè ha. Đó, nó sẽ đỏ vậy đó. Nó đỏ vậy là nó bắt đầu là nó không có khè lửa ngọn ra nữa, nó sẽ khè lửa xanh để cho anh em sử dụng nha. Rồi anh em đợi chút xíu nha, em đợi chút xíu nó nóng cái bình hàng ha. Đó, cái mỏ hàng này tiện cho anh em đi công trình nha, chưa nóng anh em đợi chút xíu nha. Anh em muốn càng mau nóng thì anh em chỉnh lớn lên, đó nó càng ngày càng đỏ lên vậy đó. Đó, thấy không? Đó, ví dụ mà cái này nó không có ấy được nè, nó không có tắt được đâu, lâu lắm. Ví dụ như anh em tắt rồi nè, đó anh em bật lên nó vẫn cháy nha anh em, đó thấy không?
anh em tắt rồi nè, nó bật lên nó vẫn cháy tại nó còn có độ nóng á nè, đó nó còn độ nóng á chứ không phải nó khó tắt lắm nha anh em, đó thấy không, anh em tắt rồi hết ga rồi nó vẫn còn cháy cho anh em nha. Rồi anh em đợi xíu đó, bắt đầu hàng chì được đó anh em ha, nè chì nè, bắt đầu hàng nè, hàng nè, đó thấy không, thấy không, thấy không, rất là ngon nha anh em, nó nhỏ giọt cho anh em luôn nè, nó tùy theo anh em cái hàng cái mức độ nào nha, đó ví dụ như nguyên cục chì lớn như nè, em quay gần xíu nha, đó nguyên cục chì lớn như phải không, anh em chỉ cần là nhận xuống nè, thấy không, là chảy liền thôi này nè, thấy không, chảy liền thấy không, hàng rất là mạnh nha, ví dụ mà mạnh quá mình chỉnh nhỏ lại xíu, đó mình hàng khi mà đậu nóng cái mỏ hàng đã nóng rồi đó, đó, đó thấy không, hàng chảy chì luôn á nha, ôi hàng lộn, hàng nhỏ giọt luôn anh em ha, rồi hàng dây điện rồi thoải mái nha anh em, nó cắt ngang luôn nè, đó thấy không, rất là ngọt nha, rất là ok luôn, nói chung là cái này mà anh em đi công trình đi công trình mà hàng mà không có điện không có gì đó anh em hàng rất là ok nha, đó thấy không, thấy không, đó thấy không, đây nè, đó thấy không, chì cục bự bự để vô là chảy liền, nói chung là nó rất là mạnh nha anh em ha, với lại nó không có phà lửa bên ngoài đâu, đó cái này là mẫu mới luôn anh em, hàng rất là đã nha, khi mà anh em vô ga thì anh em sẽ vô đường đít này nè, đó để em lấy gần lại cho lấy nét nha nè, nó sẽ vô đường đít này nè anh em, nó sẽ vô đường đít này, thì cái chai ga này nè là mỗi chai 25.000 mà một cái cây này là 120.000 đó, anh em mua chai ga với cái này luôn sẽ là 140.000 anh em, bớt anh em được 5.000 nha, đó anh em ga vô ga đường này nè, bây giờ em sẽ vô ga nha, để em lấy cái quẹt bỏ xuống cái đó, hồi nãy giờ thì thử cho anh em xem rồi phải không, anh em vô ga nè, đó vô ga nè, đó anh em thấy nó vô không, nó để vô không, đó đó bây giờ là đầy chai thấy không, đó thấy không, giờ đầy ta mình xài tiếp nha anh em ha, đơn giản là vậy thôi, rồi một combo là 140.000 nha anh em ha, rồi thì cái này như vậy đi anh em, nó còn nóng quá thì em sẽ kiếm chỗ để anh em, nóng quá ga này cho anh em xài cũng khá nhiều nha, cái ga này á, rồi thì cho qua đi anh em, 140.000 ha, bắt đầu tiếp tục thì em sẽ có món hàng xài bằng pin, hồi nãy xài bằng ga phải không, bây giờ mình sẽ xài bằng pin, mình sẽ để cái này dưới đất đi anh em ha, để dưới đất đi đó, à dạ nó hơi cầm kềnh xíu nha anh em thông cảm nha, rồi bây giờ mình để lên đây mới giới thiệu được chứ, đó thấy không nè, đó bây giờ mình sẽ bật công tắc lên nè, cái này là mình chỉ cần xài pin 5 cell là đủ anh em, đó thấy không, rồi mình sẽ bật lên nè, đó thì khi mà anh em bật lên thì nó sẽ nóng luôn nha anh em, nó sẽ nóng luôn nha, chứ không cần phải ấy, còn anh em muốn chỉnh độ cao hơn thì anh em chỉnh ha, đó thì mới đầu tiên thì nó sẽ là 280 nha anh em đợi chút xíu nó sẽ nhảy số là 280 nha, rồi mình đợi chút xíu cho nó nóng nha anh em ha, cái mỏ hàng này mà khi mình hư là nó sẽ có độ thay luôn nha anh em, có độ thay cho anh em luôn nha, tất nhiên là anh em ra chợ anh em mua vẫn có nha, anh em đợi xíu cho nó nóng cái nha, à dạ nóng rồi đó nè, đó em đợi xíu nha, nó đâu chảy nè nè, nó chảy nè, ui anh em không thấy nó chảy à, nè nó chảy nè, nó không chì nhỏ giọt anh em thấy không, để em quay xuống xíu nha, 286 là mạnh lắm anh em, để mình gõ này xuống đi nè, đó bây giờ nó nóng rồi đó anh em ha, đó bây giờ mình chỉ chì cục chì bự nè, nó chì bự nè, đó thấy không anh em, thấy không, thấy không, rất là mạnh nha anh em, đó còn nói về chàng hàng cái cục chì bự vậy thì bình thường, còn hàng chì nhỏ thì vô tư anh em nè, chì nhỏ nè, thấy không, thấy không, nói chung là xài rất là ok nha anh em ha, nói chung là cái này là xài ngon anh em, bảo hành cho anh em là 6 tháng sử dụng luôn nha, đó thấy không, thấy không, đó chì mà để vô là chảy liền, chảy liền, như là mấy mỏ hàng nó rất là mạnh nha anh em ha, rồi cái này thì khi mà mình sử dụng xong mình sẽ tắt, đó còn cái đầu chỉnh là nằm bên đây nha anh em, cái đầu chỉnh là nằm bên đây, đây chưa, cái công tắc là nằm bên đây, cái này là của Hukan nha anh em, rồi cái này một bộ nó là 640.000 chưa có pin nha anh em, một bộ đó là 640.000 chưa có pin, đó một bộ nó sẽ như vậy nè, đó thì có một bộ combo vậy nè anh em, đó ha, đó còn anh em muốn mua chì á, thì chì này là 100g 100.000 nha anh em, 100g 100.000 ha, rồi thì combo này em cho qua nha, combo nó là vậy, nó sẽ có cái hộp và bảo hành cho anh em là 6 tháng luôn nha, đó nó có một combo vậy đó anh em, có một cái mỏ hàng, một cái đế và một cái cục đó đó anh em, khi em gửi cho anh em thì nó sẽ có nguyên cái hộp vậy nè anh em ha, gửi cho anh em thì sẽ có nguyên cái hộp vậy nè, đó thì trong hộp thì nó có những cái bọc đựng và cái phiếu bảo hành nha anh em, đó cái phiếu bảo hành cho anh em, bảo hành cho anh em là 6 tháng, thì anh em đặt thì anh em nhớ là ghi tên tuổi chi tiết xíu để cho em ghi cái bảo hành nha anh em ha, đó rồi bảo hành cho anh em là 6 tháng nha, rồi 640.000 cho một cái đèn, cho một cái mỏ hàng của Hukan đó ha, rồi em cho qua nha, rồi ở đây thì pin, pin này là pin Sanyo nha, pin Sanyo sắp hết nha anh em ha, anh em nào mua ấy thì mua nha,
chứ nó còn có một hộp hay hộp đó em hết rồi, và hết hàng luôn đó anh em, hết là hết luôn đó, rồi còn như hai hộp và không có nhiều đâu. Thì đợt rồi em lấy mà nó hết trơn rồi, hết luôn rồi anh em, nói chung là em hết luôn rồi đó, đợt cuối á ha. Rồi cái này mình sẽ đo nha, rồi cái này là 12.38 nè, 3.8V nè, ha anh em. Đó bây giờ mình đổi viên khác nha. Pin này á, dòng xả nó là 25A nha anh em, chứ không phải là 20A đâu nha, 25A rồi chở 12 nè. Đó khi mà anh em đặt 10 viên á thì em sẽ cân bằng sẵn cho anh em, mà anh em cứ việc về sử dụng thôi. Đó, nó chở là 12 bao với anh em là 12.5 đổ về nha. Rồi chở là bao với anh em 12.5 đổ về nha. Đó. Pin này pin Senjo Gia Băng nha anh em ha. Pin Gia Băng. Rồi. Thì mỗi một viên như 26.000, anh em nào mà đóng thành một cái khối mà để thay cái lỗi của pin 18V á thì sẽ là khối 300 nha. Còn cái này là em ăn công 40.000. Còn cái này anh em mua lẻ về tự đóng á thì mỗi viên 26.000, còn anh em nào mua hộp á thì sẽ còn lại là 24.000 nha anh em ha. 24.000 cho một viên. Nếu mà anh em mua 100 viên nha, em sẽ giảm. Đó rồi, thì thôi, mình cho qua phần đó nha anh em ha. Thì ở đây em có giới thiệu mạch vỏ với anh em sơ cái nha. Thì mạch vỏ thì em có loại này nữa nè anh em ha. Rồi, thì vỏ này là vỏ 10 cell thì mình có mạch sẵn luôn ha, có mạch sẵn luôn nè. Đó, có vỏ, có đế, có kẽm, có gì đầy đủ cho anh em chân nè. Đó, anh em chỉ việc về tem ba vậy. Tem bọng đầy đủ cho anh em luôn. Nó có một đường sạc ở đây nè. Đó thì nó sẽ báo đèn á, là nó sẽ báo hai nút bên hông nè anh em ha. Để em kiếm nè. Để em bỏ này vô lại cái. Đó. Bây giờ cái cục pin này nè, khi mà mình báo đèn nó sẽ báo lần này nè anh em ha. Rồi, cục pin này á là 450.000 nha anh em, khi mà em đóng pin Senjo nha, pin Senjo trong đây là 10 viên. Đó, là 10 viên Senjo. Thì sẽ là 450.000. Bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng nha. Pin này vẫn là 450.000. À dạ. Còn pin này vẫn là 450.000 nha anh em. Cái này là báo đèn trước nè. Đó, trong đây là mạch 5S80A ha. Đó, thì cái này xài tất cả máy luôn nha anh em. Máy mài, máy pha, máy bấm dít vừa xài thoải mái nha. Rồi, thì trong đây nó có là loại 10 cell nha. À, và có 15 cell và 20 cell luôn nha anh em ha. 15 cell. À, để em lấy cái này ra cái này. Chút xíu em test dít, em sẽ quay quanh đó em test ha. Rồi, bây giờ mình sẽ thử cái pin 10 cell với 15 cell ha. Đây, pin 15 cell nè, pin 20 cell nè và pin 10 cell. 10 cell thì em có hai loại nha anh em, loại này nè anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ gắn cái này vô bắn dít sơ cho anh em luôn. Rồi chút xíu em giới thiệu cái fan này mẫu này mới về anh em, mẫu mới. Giá nó ok lắm anh em ha. Rồi, mình chỉnh lại tua chậm thôi. Chỉnh lại tua chậm thôi. Này cái gỗ này gỗ cứng nha anh em chứ không phải gỗ mình. À dạ. Chỉnh chế độ búa, cái fan này fan 3 chức năng, mình sẽ chỉnh vào chế độ bắn dít, chế độ fan đi anh em, chỉnh vào chế độ fan mình sẽ bắn dít nha. À dạ, à dạ. Mạnh anh em. À dạ. Em không dám máy mạnh nha, tại vì nó bị xây cái khúc gỗ á, khúc gỗ quơ đồ gớt. Nói chung là thoải mái anh em ha. Rồi mình chỉnh tôi nhanh đây nè, chỉnh tôi nhanh lại ha. Đó, giờ mình chỉnh tôi nhanh lại nè, bắn dít nè. Gỗ đó là gỗ cứng nha, chứ không phải gỗ thường, bắn cho anh em xem đâu nha. Đó, thấy không? Đó. Xài thoải mái anh em ha. Bắn tuột ngóc luôn nha anh em, khúc gỗ mà bắn tuột ngóc là anh em biết cái fan nó mạnh cỡ nào và pin nó tốt cỡ nào ha. Rồi, thì một cái fan này là 500. Nếu anh em mua một combo fan vậy nè. À, combo fan vậy nè, một pin với một máy thì thường là máy 500, pin 450 là 950, em sẽ tặng cho anh em một cục sạc nha. Sạc là sạc 5m 2A nha anh em. Đây em sẽ tặng cho anh em cục sạc này. Tất nhiên là tương đương là anh em mua một bộ em sẽ giảm cho anh em là 40.000, cái cục sạc này là 40.000 nha. Sạc này sạc 2A. Nếu anh em mua một bộ như vậy, em sẽ bảo hành cho anh em là pin 3 tháng mấy 1 tháng nha anh em. Đó, pin 3 tháng mấy 1 tháng. Thì anh em mua nguyên bộ em sẽ tặng cho anh em một cục sạc nha. Rồi. Thì trước tiên em sẽ giới thiệu cái fan. Fan này á là fan 3 chức năng, 23 cấp trượt, đầu kẹp 13 ly nha anh em. Đầu kẹp 13 ly. Đó. Thì có hai cấp nhanh chậm nữa nè, đó thấy không, fan là mở dít có cấp trượt nè. Thì tất nhiên là anh em chỉnh qua chế độ này thì anh em sẽ dặn cái nút ở trước đây nè, đó ha, dặn cái ấy trước này, anh em chuyển qua chế độ này là chế độ fan, tất nhiên là nó sẽ không ngừng, nó fan hoài không ngừng. Còn mình chỉnh qua chế độ búa này nè là anh em sẽ fan tường ha, fan tường nha. Rồi, fan này là đầu kẹp 13 ly nha anh em, đầu kẹp 13 ly nha. Đó, fan này là máy không chổi than, dòng chân pin phổ thông thông dụng luôn nha. Đó, chân pin thông dụng luôn nha. Đó, khi em gửi cho anh em sẽ bảo hành cho anh em một tháng sử dụng nha. Đó. Đó.
tua của nó là tua nhanh là 1.700 vòng, mà tua chậm của nó là 500 vòng. Nghe không? Tua chậm là 500 vòng mà tua nhanh là 1.700 vòng ha. Đó. Ok chưa? Nói chung anh em xài gia đình hay anh em đi công trình thì anh em mua cái fan này, tất nhiên là giá nó quá rẻ nè. Anh em mua đi công trình hay là ở nhà xài vẫn được, đi công trình xài vẫn được, tại vì nó là ba chức năng nó rất là đa dụng nha anh em ha. Rồi, thì một bộ gì là 950.000, em sẽ tặng cho anh em là một cục sạc nha. Còn anh em nào mà mua lẻ thì em sẽ không tặng luôn nha anh em ha. Thì mong anh em thông cảm nha. Khoan đó là khoan đầu kẹp 13 ly nè, đó. Rồi, em tiếp tục thì em sẽ giới thiệu là pin 15 cell, pin 10 cell là 450 rồi ha. 10 cell là 450.000 nè, hai cục, hai loại nha anh em. Đó, anh em muốn lấy loại nào lấy nha. Đó, thấy không? Rồi. Cái này là 15 cell, 15 cell tương đương là 6A, xả của nó là tương đương là 75A chứ không phải là 60A nữa anh em. Đó, 75A. Dung lượng nó là 6A nha anh em ha. Trong đây nó có 15 viên xanh vô, vỏ mạch đầy đủ cho anh em, bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng. Một cục vậy là 650.000 nha anh em, 650.000 nha, 650.000. Bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng nha. Viên xanh vô ra băng nha anh em, viên xanh vô Nhật luôn á. Rồi. Thì em cho qua cục 15 cell nha anh em, và cục 20 cell sẽ là 750.000 nha anh em. Pin này là pin 8A, xả nó là 100A nha anh em ha. Nếu mà tính 4 viên là sẽ được 100A. Tại vì mỗi viên là 25A thì 4 hàng thì tất nhiên là nó sẽ được là 100A nha anh em ha. Cái mạch là mạch 80A nha anh em ha. Bảo hành cho anh em là 3 tháng sử dụng. Cái cục pin này thì anh em có thể sử dụng được là máy cắt, máy cưa gỗ, máy cưa xích đều được hết đó nha anh em. Cưa xích công suất lớn là 40V luôn nha anh em. Anh em xài vẫn được nha. Còn cái pin á 10 cell này nè, anh em xài vẫn 40V vẫn được, xả cao luôn nha anh em ha. Đó, tại vì em có cây cưa xích nè anh em, cây cưa xích đằng này nè. Cưa xích này là 40V nè nè. Đó. Em giờ lấy về được mấy cây đó, em bán hết 2-3 cây à. Ha. Cưa xích đó là siêu rẻ cho anh em luôn á ha. Thì để khi em giới thiệu cái cưa xích luôn nha. Tại vì cái cưa xích em bán mấy cây rồi, nó giá quá là rẻ luôn anh em, mấy không chổi than, dòng 40V siêu khỏe cho anh em luôn. Cho anh em sử dụng đi công trình hay là anh em đi ra vườn cái gì anh em cắt được hết luôn nha. Rồi đây nè anh em, cưa xích đây nè. 40V thì anh em sẽ để là hai pin 18V nha anh em, hai pin 18V anh em sử dụng nha. Thì cái cưa này á là nó bằng cái cưa điện luôn á anh em, cái cưa lớn, cái cưa xăng mình á, cưa xăng cưa điện là nó bằng luôn á anh em ha. Rồi mình sẽ để vô hai viên pin. Đó, pin hai viên pin 10 cell nha anh em. Đó. Thì cỡ này là anh em nó cưa gỗ bình thường rồi nha. Và nó có một cái bóng đèn ở đây nè. Đó, khi mà anh em cắt quá tải nó sẽ chớp và khi mà anh em cắt dính luôn nó sẽ ngắt nha anh em. Nó sẽ tự ngắt cho anh em luôn. Máy này là máy không chổi than. Đó, máy không chổi than. Cưa xích này không chổi than nha anh em. Đó, và bơm nhớt tự động cho anh em luôn. Anh em chỉ cần đổ nhớt vô đây nó báo gì, báo nhớt ở đây nè, nó sẽ có tự động bơm nhớt ngoài này cho anh em không cần phải vô nhớt thường xuyên nha. Máy này bảo hành cho anh em là 6 tháng, máy không chổi than, dòng 40V nha anh em. Làm của nó là dài khoảng cỡ 3.5 tấc nha anh em, 3.5 tấc nha, làm 3.5 tấc nha. Làm này nhiêu đây? Làm này từ 3.5 tấc nha anh em. Đó, bộ lam xích này không là đã 500.000 rồi nha anh em. 500 hơn đó, bộ lam xích này nè là đã hơn 500 đó. Xích này là xích 14 nha anh em, xích 14 đó. Thì một bộ combo vậy á là sẽ là một cái thân máy như vậy thôi anh em, một thân máy vậy. Anh em mua có pin rồi thì anh em mua về sử dụng nha. Và ấy nha, quên đó, mà mình sẽ đề chạy nè. Anh em thấy khúc gỗ này không? Khúc gỗ này là chiều dài, chiều ngang của nó là 2.8 tấc. Em cưa đó, em cưa rất ra làm hai luôn đó anh em, cưa bằng cái cây này nè. Đó, chứ em đâu có cái lam nào dài vậy đâu. Lam 3.5 tấc, cưa thoải mái nha. Đó là dành cho anh em khi mà đi vô vườn, vô rẫy, hoặc là anh em làm bonsai này kia nọ đó, anh em mua cái cưa này giá rất là tốt luôn, 1.100.000, 1.100.000, bảo hành cho anh em là 6 tháng sử dụng nha. Chưa có pin sạc nha anh em ha, chưa pin sạc nha. Anh em nào mua pin sạc thì cứ một cục 450.000 ha. 450.000 cho một cục chị nè. Đó, thì anh em về xài thoải mái, xài cây cưa thì ok luôn nha anh em. Em thử rồi nha. Anh em cưa một cái khúc gỗ như vậy nè, xài pin 10 cell như vậy nè, chưa giật mắt nào nha anh em. Chưa giật mắt nào luôn, cưa một khúc gỗ như vậy. Chưa giật mắt nào hết trơn, em thử rồi ha. Bao với anh em là vậy nha. Và pin này á là pin chân pin thông dụng nè anh em, chân pin thông dụng nè. Đó, nó sẽ có một cái khớp vậy nè anh em. Khớp nối vậy nè, để cho chân pin thông dụng nha. Đó, thì khi mà anh em sử dụng mà anh em ngưng sử dụng rồi anh em sẽ bật cái cây này ra. Bật cái cây này ra thì sẽ bấm sẽ không chạy nha anh em. Tất nhiên là chế độ phá nè anh em. Tất nhiên là phá xích luôn đó nè, phá xích luôn, cứng không chạy nha. Và khi mà anh em sử dụng thì anh em sẽ bật cái này vô anh em. Đó, một cái thân máy vậy là chỉ có 1.100.000, bảo hành cho anh em là 6 tháng xài thoải mái luôn nha anh em ha. Cưa xích 40V xài hai cục pin Makita 18 nha. Rồi cái này em cho qua luôn nha anh em. Bảo hành cho anh em là 6 tháng, khi anh em mua thì anh em nhớ ghi tên họ đầy đủ nha anh em, để mà em ghi bảo hành cho anh em nha. Rồi cái này em cho qua nha anh em ha. Cưa xích nó quá là cồng kềnh luôn á. Quá là to luôn nè.
máy không chỗ thang nha anh em. Dòng máy không chỗ thang thì anh em xài thoải mái luôn nha. Đó, chiều dài của nó là khá là dài. 1 gang nè. 2 gang nè. 3 gang nè. Gần 4 gang nha anh em. Gần 4 gang tương đương là khoảng 7 tấc nha anh em. Tổng chiều dài của nó là từ đây tới đây là gần 7 tấc nha anh em ha. Đó. Rồi, thì cái này em cho qua luôn nha anh em. Máy cưa xích không chỗ thang, dòng 18V 40 ôi, lộn dòng xài pin 18V 2 viên nha anh em. 2 viên tức như là 40V. Đó, anh em về xài thoải mái luôn nè ha. Nó cưa nó quá là ngon, 1.100.000 nha anh em ha. Rồi, bảo hành cho anh em là 6 tháng, khi anh em gửi thì anh em nhớ ghi tên tuổi đầy đủ nha. Tên họ đầy đủ để em ghi bảo hành nha. Bảo hành hãng đàng hoàng nha anh em, bảo hành hãng đàng hoàng. Cho anh em về xài thoải mái luôn ha. Rồi, tiếp tục thì em sẽ qua cho qua cái phần đó nha anh em. Thì ở đây em có hai con máy mài nè anh em. Máy mài là dòng máy mài có thang nha anh em. Một thân máy là 270.000. Thì ở đây em có pin đầy đủ cho anh em. Pin thì mỗi viên 135.000. Ví dụ như anh em mua một máy hai pin thì em sẽ tặng cho anh em một cục sạc nha. Này là sạc 12V, cục sạc là 50.000, thì tương đương em sẽ giảm cho anh em là được 50.000 nha. Rồi, trong đây nó có một cái đồ mở nè, đó. Và một cái hai cái dĩa cắt nè anh em ha, hai dĩa cắt nè, đó. Rồi, thì sẽ một thân máy nha anh em ha. Máy này là máy có thang nha anh em, máy có thang nha. Và ở đây là cái nút để mình gài mở nha, mở lưỡi á, đó, đây nè, đó. Thì bây giờ mình sẽ đút pin vô nè. Đó, mình sẽ sử dụng nè. Chạy siêu im cho anh em luôn. Cái này là tiện cho anh em mà mình đi công trình, mình cắt ống nước, mình cắt những cái trong kẹt trong hốc. Cái này nó rất là nhỏ gọn cho anh em về vừa sử dụng luôn. Đó, anh em có thể cắt ống nước, cắt ống đồng, cắt gì đó nè, cắt thoải mái nha. Nó nói chung là vậy. Rồi, bây giờ em sẽ gài vô đây cái nè. Bây giờ mình sẽ tháo này ra. Ây da. Mình sẽ tháo này ra. Đó. Rồi, mình sẽ để cái dĩa cắt vô nha. Cái dĩa cắt này cái lỗ nó hơi nhỏ hơn bình thường nha anh em. Lỗ nó hơi nhỏ hơn bình thường. Đó, lỗ nó 10 ly à. Đó, lỗ nó 10 ly, anh em sẽ đút này vô. Anh sẽ xiết lại nha. Xiết lại nè. Đó, bây giờ em sẽ thắt tháo vô, em sẽ cắt cho anh em xem. Tại cục pin của em á là em bao với anh em mà không ngắt mà. Cục pin của em á. Rồi, bây giờ mình sẽ nhét lại nha. Rồi thì anh em nào có mua nhầm cây này mà lưỡi hơi mòn thì anh em thông cảm nha. Tại vì em thử cho anh em xem nè. Đó, thì khi mà anh em mua pin này của em thì giá là 1 viên 135.000 nha anh em. 135.000 xài sạc adapter. Anh em mua nguyên bộ em sẽ tặng cho anh em một cục pin nha. Ô, cục sạc nha, chứ không phải cục pin lỗ, pin lỗ chết là. Đó, tặng cho anh em một cục sạc nha. Hai pin một máy thì sẽ tặng cục sạc nha. Đó, đơn giản là vậy thôi. Rồi bây giờ em sẽ cắt cho anh em xem nè. Ôi giời, em chưa gài này xuống, anh em nhớ gài xong anh em thả nó xuống nha. Đó, bây giờ mình sẽ cắt nè. Bay quá bay anh em. Bây giờ, đó, anh em thấy nó xì khói không? Thấy nó xì khói không? Đó, bây giờ em đã cắt gần đứt rồi đó anh em. Em không cắt đứt, để chừng nữa em mở ra, tại vì nó mà dính vậy chừng nữa mở ra cắt đồ chúng nó là hư đồ hết ha. Tại vì sắt mà. Đó, bây giờ em sẽ cắt được phần nữa đó anh em ha. Rồi bây giờ em sẽ quay cận xíu nha. Anh em đợi xíu nha. À. Đó, cái lần cắt của nó đó anh em ha. Đó, ok chưa? Rồi thân máy cắt đó là nhỏ gọn, mini để cho anh em sử dụng pin 12V thì máy có thang nha. Thì mỗi một máy là 270.000. Anh em nào mua hai pin nữa là 270.000 nữa thì em sẽ tặng cho anh em là một cục sạc nha. Là tất nhiên là một máy hai pin tặng một sạc nha. Anh em nghe kỹ giúp em nha. Chết một. Rồi. Đơn giản là vậy nha anh em. Máy của pin của em á là em bao với anh em mà không ngắt. Thí dụ như anh em không xài cái máy mài này thì anh em có thể xài khoan, xài vít được hết nha, không ngắt nha. Pin trong đây là pin 3 viên Sanjo nha. Pin Sanjo đóng mới nha anh em ha. Xài thoải mái nha anh em ha. Pin Sanjo cho bằng á. Rồi một bộ như vậy á là 540.000. 270 540 em sẽ tặng cho anh em một cục sạc nha. Rồi ok, em cho qua nha anh em ha. Nhanh gọn lại nha. Thì tiếp theo thì em sẽ giới thiệu linh kiện nha anh em. Tại pin này là 20 xe 750.000 nha anh em ha. Rồi mình cho qua, mình để bên nha. Rồi anh em cần mua món hàng đó thì 640.000, bảo hành cho anh em là 6 tháng nha. Rồi em sẽ lấy cái này xuống để mà em giới thiệu linh kiện cho anh em xem nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ có mặt 580A nè anh em ha. Để em hạ này xuống xíu cho gần nha, cho anh em dễ coi chi tiết hơn. Đó, ok chưa? Để gần vô. Đó ha. Rồi mặt này 580A, bao với anh em là tốt nhất thị trường nha. Mặt này nè, nó ba con phép chà bá lửa luôn. Đó, thấy không? Thì đây cộng trừ nè, đây có cộng gieo dẫn nhiệt luôn nè. Đó thì một cái gì là 65.000 nha anh em. 65.000 nha. Nếu anh em đóng thành phẩm, thành pin vậy nè, thành 10 cell vậy nè anh em. Đó, em sẽ bảo hành cho anh em là 3 tháng nha. Đó. Ok chưa? Bảo hành cho anh em là 3 tháng thì cái mặt này là em vẫn đóng mặt này luôn nha anh em. Tại mặt này á là khá chất lượng luôn á, cho nên là mình xài thoải mái thôi. Cái mặt này 65.000 em cho qua nha. Tiếp tục thì em sẽ có vỏ 10 cell, 15 cell và 20 cell nha anh em ha. Anh em thì đây vỏ 10 cell nè.
Vỏ 15 cell nè, nó cao hơn xíu nè anh em thấy không? Đó, nó cao hơn xíu ha. Và vỏ bên đây kế bên là 20 cell nha. 20 cell, đó ha. 50 cell, 15 cell và 20 cell. Thì vỏ này á, 10 cell trong đây là vỏ có miếng bít đầu này, có kẽm nè, có cái mạch báo dung lượng pin nè ha, chưa có mạch xả nha. Đó, anh em mua pin với mạch xả anh em để vô anh em sử dụng nha. Cái này chỉ là cái vỏ. Vỏ và có đế cái gì đầy đủ cho anh em nó ha. Rồi, cái này là một cái 60 ngàn nè. Ok chưa? Rồi, cái này á là vỏ 15 cell ha anh em. Vỏ 15 cell một cái 65 ngàn. Đó. Vỏ một cái 65 ngàn. Thì cái này á là trong đây nó cũng có đầy đủ, có miếng bít đầu đầy đủ cho anh em luôn ha. Rồi, thì cái vỏ này là 70 ngàn nè anh em. 70 ngàn trong cái vỏ 20 cell nè anh em. 70 ngàn trong đây có miếng bít đầu nè, có kẽm cho anh em nè, có mạch báo dung lượng y gan, nhưng ba cái vỏ này là trong bên trong là y gan nhau. Đó. Tất nhiên là có dán, có kẽm cái này kia nọ đầy đủ rồi ha. Anh em sử dụng thoải mái. 60, 65, 70 nha anh em. Đợt này em giảm cái vỏ này 5 ngàn nha. Rồi. Thì nó là vậy. Rồi ba loại vỏ nha. Đó, ba loại vỏ em cho qua nha anh em ha. 10 cell, 15 cell và 20 cell nha. Rồi, tiếp tục thì em sẽ có vỏ là 217. 217 thì một cái là 75 ngàn nha anh em ha. Vỏ này rất là chắc chắn và tem nó như vậy nè anh em. Tem như vậy nè. Đó, nên dán tem lại ha. Đó, vỏ này là vỏ 217, trong đây là có đế, có kẽm, có mạch báo dung lượng pin cho anh em luôn ha. Đó. Thì một cái vậy á là chưa có mạch xả nha anh em, có mạch báo dung lượng nha. Cái 75 nha. Vỏ này vỏ 217 nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ có cái vỏ 217 này là có mạch luôn nha anh em. Vỏ này là mẫu mới hiện nay nè, có cái mạch nè và có hai đường sạc cho anh em luôn nè, sạc trên, sạc ngang nè. Đó. Thì báo dung lượng pin nằm đây. Thì trong đây nó có không có miếng bít đầu nha anh em, tại cái vỏ 217 không có miếng bít đầu nha. Đó. Thì một vỏ này á là 75 ngàn, còn vỏ này là 140 ngàn có mặt luôn nha anh em. 140 ngàn này có mặt luôn. Còn cái vỏ này anh em thêm cái mặt này vô nữa là 65 ngàn nữa nha anh em ha. Cũng là 140 ngàn luôn. Đó, anh em muốn xài cái loại nào anh em xài nha. Có báo pin rồi dung lượng rồi. Ô, có báo dung lượng rồi đầy đủ cho anh em luôn nha. Rồi cái này em cho qua nha anh em ha. Đó, hai loại vỏ nè. Rồi tiếp tục món khác nha anh em. Nhanh gọn lẹ nha. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu sạc nha anh em. Sạc ở đây là loại sạc anh em ha, sạc ngập các kiểu nha anh em ha. Thì ở đây là sạc này là sạc 16.8V nè. Đó, sạc này có hộp trắng vậy nè anh em, có hộp trắng vậy nè. Đó. Rồi 12V, này là 8.4V nè. Vẫn là 50 nè, 2A nha anh em. Rồi 3S nè. 3S 12.6V nè, vẫn là 50.000. Đó. Vài sạc 4S, 4S 16.8V 2A. Vẫn là 50.000 luôn nha anh em. Ba loại sạc này là 350.000 đồng giá nha anh em ha. Rồi, em cho qua nha anh em ba loại sạc 12V và 14V và 8.4V chứ. Rồi. Rồi. Thì em có một loại sạc nên là sạc 21V nè, 21V 2A nè. Đó anh em dành cho sạc pin 10 cell nha. Rồi, sạc này á thì nó có hai loại anh em, một loại là sạc nhanh, một loại là sạc chậm nha. Một loại là sạc chậm nhưng mà cục pin nó không nóng nha. Mình sạc nhanh thì cục pin nó hơi nóng xíu. Rồi, sạc này thí dụ như anh em xài pin 15 cell thì anh em mua cái cục sạc này. Sạc này 21V 3A nè, 120 ngàn. Nó dành cho anh em xài pin 15 cell. Nó 15 cell tới 20 cell thì anh em mua sạc này. Còn anh em xài 10 cell thì anh em mua sạc này về xài là đủ rồi anh em ha. Đó rồi, cái sạc này á là 120 ngàn, có quạt luôn nha anh em, có quạt luôn nha. Sạc này là sạc tốt nhất thị trường nha anh em ha. Có mấy sạc khác nhưng mà cái mẫu nó xài không có đủ A anh em ha. Cho nên là em chia mua cái này về sử dụng bán thôi anh em, xài rất là ok. Tại vì thí dụ như nó 3A là nó được 2.8A nè. Thí dụ nó sạc được 2.8A. Nó còn những cái cục sạc khác ngoài thị trường nó khác á, loại khác á thì nó sẽ sạc được 2A hoặc là 2.2A thôi anh em, nó không sạc được 2.8A nè. Tức là nó không chuẩn anh em, sạc này nó chuẩn hơn. Ha. Rồi, mỗi cục chỉ là 120 ngàn nha anh em, 120 ngàn. Rồi cái này em cho qua luôn nha. Rồi ở đây là sạc này á là 2A. Đó, 2A thì nó sạc chừng 1.8, 1.5 thôi anh em, chứ nó không tới 2A được đâu. Cái đó là thông số thật của nó luôn á. Còn còn anh em á mà mua sạc nhanh á thì anh em sẽ mua sạc kia nha. Còn cái này thì mỗi một cái 40 ngàn nha anh em. 40 ngàn cho sạc 21V 2A. Thì anh em xài pin 10 cell á, 10 cell vậy nè. Đó là anh em chỉ cần mua cục sạc này là sạc được rồi nha anh em. Không cần phải ấy nè, báo đèn xanh nè, đó thấy không? Đó. Anh em ghim vô báo đèn xanh như là đúng rồi đó, là nó sạc đó nha anh em ha. Rồi. Rồi cho qua nha anh em ha, cho qua sạc này đi. Rồi bắt đầu giới thiệu mạch nha anh em ha. 5S80A giới thiệu rồi đúng không? Rồi bây giờ em sẽ giới thiệu là này 5S80A nè, 65.000 nè. Rồi cái mạch này là mạch 4S 65A. Thì chính 60 đi anh em, 60A đi, 60A 65A cũng tương đương nhau anh em ha. Rồi trong đây để 60 nè anh em. Thì cái này mạch này á để 5S 80A, có 60A
Thì anh em có thể là cái này là mình câu từ 4S nha nè, 4S tới 5S mình câu được luôn. Thì 5S mình sẽ có một cái chân chỗ B4 nè nè, anh em câu vô hàng cho cái chân B4 là thêm một cộng nữa nha. Tất nhiên là anh em sẽ để vô B4 nha. Hiện nay được 65A thì anh em có thể xài máy máy phang, máy cắt, máy bắn vít đồ được thoải mái chưa nè. Đó, nó tương đương với cái mạch 80A luôn anh em, cái mạch này nè. Thấy vậy á, nó chất lượng lắm. Thì cái mạch này á mỗi cái 50.000 nha anh em. Thì anh em xài được 4S, xài được 5S luôn nha anh em ha. Đó, 4S xài được 5S luôn nha. Rồi. Thì như là anh em xài 4S á, 14.4V này, anh sẽ lấy cái mặt này anh em gắn vô xài sạc adapter nha. Đó, như em đóng nè, đó thấy không. Đó, còn anh em muốn xài 5S cho cái cục này luôn, cái mặt này luôn á, vẫn được bình thường nha anh em ha. Rồi, 4S, 5S, rồi cái 50.000 nha anh em ha. Rồi, mặt này á, là mặt 2S 25A nha anh em. Dành cho anh em xài máy phan, máy cắt, nói chung là 2S anh em xài được hết. Tại vì công suất nó lớn, công suất nó chuẩn anh em ha. Thì cho nên là anh em xài được phan ấy hết nha. Còn anh em mua những cái mạch khác thì nó sẽ bị ngắt nha anh em. 2S thiệt nhưng mà vẫn bị ngắt nha. Đó, mạch này mỗi cái 40.000 nha anh em. 40.000 cho một cái mạch ha. Bảo chuẩn cho anh em luôn, khá là tốt luôn anh em ha. Đó. Rồi, một cái 40.000 nha anh em. Mạch này là mạch 3S 3.1 nè. Đó, thấy không? Anh em thấy em bán mạch là anh em đã biết rồi, mạch toàn là mạch chuẩn không anh em, chứ không có lấy mạch mấy cái mạch kia đâu nè, mạch rẻ tiền đâu, thấy không? Lợi ích nhưng mà con cái là chất lượng cho anh em sử dụng nha, cho an tâm. Nó bán hàng cũng an tâm luôn anh em ha. 3S 30A V3.1 nha. Mạch này mỗi cái 55.000 nha anh em ha. Xài do dòng 12V, nó xài thoải mái luôn. Ok chưa? Rồi cái 55.000 nha. 55.000 cho anh em coi cận. Đó, xài thoải mái em. Anh em thấy em mua mạch là anh em biết rồi ha. Mạch này mạch pin 3.2V dành cho anh em đóng bình xe nha, đóng bình xe nha nè. Đó, cái mạch này á em chưa nói hết, mạch này là mạch 3S 12V thì anh em có thể đóng bình xe anh em đề được luôn nha anh em, đề chiếc ẹt cho em được luôn nha. Đó, em đề chiếc ẹt được luôn nha. Thì cho nên là thấy cái mạch này là anh em biết đó, cái cục đề của chiếc xe mình nó công suất nó là phải trên 30A đổ lên anh em. Nhưng mà cái này mạch này nó 30A nó đề được là anh em biết cái này nó chuẩn cỡ nào hay không, đề xe được luôn nha anh em. Nếu anh em đóng 12V, nếu mà pin anh em đủ tốt nha, pin anh em xả cao mới được nha. Tại vì cái mạch đó là ăn thua cái cục pin nó, rồi xong lúc đó mới tới cái mạch, đúng không? Thì anh em phải xác nhận là vậy nha. Rồi, cái này là cái 55.000 nè. Đó, còn nếu anh em đóng pin 3.2V này là 4S 30A nha anh em, 4S 30A. Tức như anh em đóng cho pin 3.2V thì anh em sẽ sạc đầy là 14.6V nha anh em ha. Rồi cái mạch này á, là đóng pin 3.2V thì mỗi cái 70.000 nha anh em ha. Còn nếu anh em cần sạc á thì mình sẽ có sạc cho anh em luôn, sạc này nè, 14.6V 5A nè. Đó, thấy không? Thì anh em sạc được á là cái có mạch này. Đó, mạch này. Sạc này là sạc nhanh nha anh em, 5A là sạc nhanh đó nha anh em ha. Rồi, thì cái mạch này một cái 70.000 nè. Đó, 70.000. Rồi cái cục sạc này là mỗi một cục 150.000 nha anh em. Sạc 14.6V sạc cho bình xe á, giống như bình xe đó. Đó, sạc cho pin 3.2 nè. Rồi, ở đây thì em sẽ kèm theo đó là một cái mạch này nữa nè anh em. Mạch này nè anh em, mạch này xả tức thời 500A nè. 500A dành cho pin 3.2V nha anh em. 3.2V tức như là 4S 500A xả tức thời nha anh em ha. Rồi bây giờ mình nói chung là 500A cái gì? 100A là đủ xả rồi anh em. Nhưng mà cái thông số kỹ thuật của này là nó vậy nha anh em ha. Nó có cái này là nó có 6 ống phết mà 6 ống phết bự luôn nha anh em, chứ không phải là 6 phết nhỏ, 6 ống phết cứng khừ luôn á anh em. Anh em nhìn con phết đó nè. Tảng thần chưa mà 6 con anh em biết công suất xả cỡ nào rồi. Rồi cái này là mỗi một cái 120.000 nha anh em. 120.000 cho mạch là 4S 500A xả tức thời 500A và mình sử dụng cho pin 3.2V nha anh em. Xài cho pin 3.2V sạc đầy nó sẽ là 3.7V nha anh em. Còn cái pin li-ông mình sạc đầy nó sẽ là 4.2V nha anh em. Nó cái này là dành cho sạc pin sắt. Rồi ok chưa? 120.000. Còn mạch này á thì anh em để xe là xài mạch này đủ rồi nè. Nó còn nếu anh em để SH á, để SH á, loại mà 150i đồ đó thì anh em sẽ lấy mặt này anh em như ấy nha. Anh em đề nha. Còn cái này là ẹt đồ đề bình thường nè, mặt này nè, ẹt đồ đề bình thường nha. Rồi, thì em này em cho qua nha, coi như là cái phần mặt này em đã giới thiệu xong. Rồi, cho qua, mình sẽ tiếp tục cái món khác nha anh em ha. Để em giới thiệu sơ cái số mặt xong cái rồi em giới thiệu những món khác cho anh em ha. Anh em xem video xem từ từ giúp em. À, cái này em có một cái mẫu mới nè anh em. Đó, cái này nè. Cái này nó mới xịn nè anh em, cái này là phải xăng nó mới có nha. Biết sao không? Cái này là cái mạch cân bằng. Mạch cân bằng cho cell pin nó là 18V. Đó, 18V như nè anh em ha, 18V. Đó thì khi mà anh em pin anh em nó bị lệch áp á, thí dụ như là một bên là 3.7, bên là 3.8, bên là 4.
không? Bên là 4.2, trong đây có 5 viên. Đó, thì anh em sẽ lấy cái mạch này, anh em sẽ cân bằng. Nhưng mà em nói trước, em bán cái mạch này em không có bao, là tại vì sao? Anh em mà câu ngược cực hay cậu sai một cái là nó hư liền anh em. Anh em cái câu chính xác đúng 100%. Trong đây nó có để số để gì đầy đủ, anh em câu chính xác giúp em ha. Đó, trong đây là có để là B1, B2, B3, B4 ha, và B cộng, B trừ nha. Anh em nhớ câu là B cộng nè. Đó, đây là B trừ nè. B trừ phải không? Anh em sẽ câu cho B1 nè. B2 nè. B2 nè. B3 nè. B4 nè. Và B cộng nè. Đó, anh em cái câu đúng 100% nha. Không được ấy, và anh em không cần cấp điện, không cần cấp gì hết. Tự động nó sẽ cân bằng. Khi anh pin anh em lệch nhiều thì nó sẽ cân bằng lâu. Còn pin anh em lệch ít thì nó sẽ cân bằng nhanh. Ăn thua pin có anh em lệch nhiều lệch ít thôi nha. Rồi mỗi một cái mạch vậy á là 90.000 nha anh em. 90.000 cho một mạch nha. Cân bằng tự động ha. Và anh em không cần phải tháo xeo ra. Anh em chỉ cần là tháo cái mạch ra thôi. Ví dụ cái mạch này đi, anh em sẽ tháo 4B của nó ra thôi. Đó. Và anh em sẽ để cái này vô, anh em cân. Khi nào đều thì anh em sẽ tháo cái mạch này ra và anh em hàng cái mạch này vô lại. Lúc đó anh em không có máy hàng sale thì anh em vẫn cân bằng được nha. Khi mà pin anh em sử dụng lâu, cái mạch này nó lợi hại gì đó anh em. Khi anh em sử dụng lâu, ví dụ như anh em xài 6 tháng rồi, cục pin nó không còn cầm như lúc trước nữa, là tại do xài gì á, do pin không hư mà là do nó bị lệch áp, thì anh em sẽ mua cái mạch này anh em cân lại nha. Cân xong rồi anh em sử dụng tiếp ha. Đó, thì anh em khi mà anh em cân, anh em muốn biết đều hay không đều thì anh em sẽ lấy cái đồng hồ anh em đo nha. Nói chung thì bây giờ như vậy là anh em đã hiểu. Còn nếu mà anh em không biết nữa là em bó tay nha. Rồi, có mạch vậy là một cái 90.000 nha anh em. Đó, mạch này không bao nha anh em. Tại vì anh em câu ngược là nó hư nha. Câu ngược, câu sai là nó sẽ hư nha. Phải câu đúng là B trừ nè. B1 nè. B2 nè. 3 nè. B4 nè. Và B cộng nha. Đó. Rồi, anh em mua mạch này thì em báo trước vậy đó. Sai là nó bị hư. Cho nên là không có bao. Đó. Thì cái đó em mới lấy cái mẫu mới về anh em, nhưng mà người ta đã sử dụng ok rồi, mẫu mới về người ta đã test cái gì đầy đầy ủ rồi anh em ha. Rồi xài thoải mái luôn nha anh em ha. Rồi ở đây em có ba loại đế nha anh em, đế nè. Rồi. Rồi khi mà anh em sử dụng đóng pin, chế độ pin thì nó em cũng có rất là nhiều thứ nha để cho anh em sử dụng. Đây là của đế của Ryobi để cho anh em á, sạc adapter, sạc adapter. Ví dụ như anh em không có cục pin zin, anh em muốn tiết kiệm tiền thì đây có cái chế độ cho anh em tiết kiệm tiền. Đây nè, anh em sẽ chụp cái đầu này vô đây. Đó, anh em sẽ lấy cục sạc 18V, 21V đó, anh em ghim vô đây thì nó sẽ sạc cái cục pin này nha anh em ha. Thì nếu lúc đó là anh em sẽ không cần công, không phải mua cái cục sạc ghim của nó, chi cục sạc linh kiện thì cũng hết 550.000 rồi. Đó, anh em mua cái cục này. Cục này là 65.000 cục nha anh em. Nay còn có mấy cục anh em. Bị ông kia ông ăn cắp hết cục nữa anh em. Gửi hàng cho ông, ông trả về ông còn lấy cục này của em nữa anh em. Chơi gì dơ quá dơ. Ha, rồi thì tại vì ít quá em cũng làm biến gửi cái camera này kia nọ, cắt camera rồi các kiểu á, cho nên em cũng lười thôi, bỏ kệ ha. Còn cái này là một cái 70.000, xài cho pin Milwaukee nha anh em ha. Xài cho pin Milwaukee thì cũng vẫn là ghim vô cục pin Milwaukee, và mình lấy cái cục sạc adapter mình sẽ ghim vô đây mình sạc nha. Trong đây nó có những cái con linh kiện trong đây, nó sẽ làm cho anh em là như là nhận sạc pin nha anh em ha. Đó, nhưng mà mình đem cái này đi công trình thì mình khỏi sợ mất, chứ mình đem cục sạc pin đi, sạc pin 900.000 anh em đi mà mất cái cũng cay lắm nha anh em ha. Đó, rồi coi như là mất cả ngày lương, hơn ngày lương của mình rồi ha. Rồi cái đó em 70.000 nha anh em. Cái này là 70.000 nè, cái này là 65.000 nè. Đó, cái này đế đúc nha anh em, đế đúc nha anh em, chứ không phải là đế chạy 3D nha. Đế đúc bao xài bao chất lượng luôn. Rồi ở đây có một cái đế của Makita nè anh em ha, và trong đây là đế đúc luôn nha anh em, đế đúc luôn nha. Đây nè, đó thì nó có một chân tiếp xúc nè, một chân gài đó, thì anh em sẽ đúc vô đây, và anh em muốn chế gì anh em chế nè, anh em sẽ đúc vô đây, chế rất là nhiều thứ luôn anh em ha. Đó, ok chưa. Rồi mỗi một cái gì là 35.000 nha anh em, đế này mỗi cái 35.000 nè. Đó, rồi cái đó em cho qua luôn nha. Dít ở đây em có dán cực dương anh em ha. Dán cực dương là mỗi miếng gì nè, trong đây nó có 100 đầu để dán 100 sợi pin nè. Đó, dán dương nha, pin 18650 nha anh em ha. Rồi 13.000 một miếng, cho qua nhanh gọn nha anh em ha. Rồi trong đây là đợt này em mua cái miếng lớn hơn, miếng lớn hơn thì trong đây nó có là 15 miếng anh em, 15 miếng 15.000 anh em, 15 miếng 15.000. đợt trước là 9 miếng cũng 13.000 rồi. Rồi cái này là vỏ, cái này là dán 15 xeo nè, hay dắt cái này dán 15 xeo nè anh em, không động xíu nè. Rồi cái này dán 15 xeo thì trong đây nó được 10 miếng, thì mỗi miếng như 15.000 luôn nha anh em ha, 15.000 luôn. Rồi cái này em cho qua nha anh em ha. Đây nè,
Đây là đóng pin thì anh em có kẽm 10 cell và kẽm 15 cell. Thì kẽm 15 10 cell này là trong đây có 5 bộ, thì mỗi một bọc gì là 5 bộ á, 5 bộ cho anh em đóng 5 cái vỏ 10 cell nha. Thì mỗi bọc gì là 25.000 nha anh em, 5 bộ cho anh em đóng cái vỏ 10 cell. Còn trong đây là cũng 5 bộ mà vỏ 15 cell nha anh em, vỏ 15 cell thì anh em sẽ đóng được là 5 bộ thì một bọc vô 30.000 nha anh em ha. Đó, anh em về em để sẵn như đó, anh em về đóng kẽm được kẽm 0.18 nha. Rồi khi mà anh em đóng pin thì anh em sẽ cần cái DC cái nè, DC cái để dành cho anh em xài pin ati nữa nè ha. Đóng pin ati nữa, cái jack 5.5 nè, trong đây có 5 cái jack và 5 cục nhựa để bít đầu cái jack ha, và 5 con tán. Rồi một bọc gì là 15.000, trong đây có 5 cái nha nè ha, để anh em dễ thấy nè, trong đây có 5 cái nè, 5 cái jack vậy nè, nó có 5 cái vậy nè. Đó thì bên ngắn là bên cộng nha anh em, để em chỉ cho anh em tôi. Rồi bên ngắn là bên cộng nha, bên dài là bên trừ nha. Rồi 15.000 nha anh em. Rồi cái này là hai cặp DC được cái luôn anh em, 15.000 luôn nha anh em ha. Thì cái này là có ốc dặn nè anh em, khỏi hàng đó, trong cái ốc dặn nó có để cộng trừ luôn nha. Rồi cái này em cho qua luôn. Còn cái này DC được, khi mà chui sạc của anh em, trong đây có 5 cái nè, đuôi sạc của anh em bị hư hỏng hoặc là xài lâu ngày nó bị mòn bị gì thì anh em sẽ thay thế bằng cái này vô, cái đuôi, cắt cái đuôi sạc của anh em ra thì sẽ nói theo cộng đỏ đỏ, đen theo đen ha. Một bọc chỉ là 20.000 nha anh em, trong đây có 5 cái nè. Đó anh em làm pin thì nên cần mua những cái món này để về khi sử dụng hoặc là thay thế cho khách này kia nọ rồi ha. Rồi ở đây em có mạch, mạch này là mạch 3S 100A nè, 3S 100A, tất nhiên là 12V 100A, nó phét của nó là phét dữ luôn anh em, phét dữ luôn á, 20 con phét, nghe không, 12V 100A xả vô pin. Anh em nào mà đóng đề xe đội xe lớn lớn, ví dụ như là công suất cao cao á, xe 150, nhưng mà cái tùy theo cái đời anh em, đời mà đời cũ á này nó sẽ nặng điện lắm, cho nên anh em sẽ xài bằng cái mạch cỡ này cho lên, và anh em sẽ xài pin dòng xả cao nha. Đó thì anh em sẽ đề pin nè, cái này là bình 12V pin lithium nha anh em, pin lithium sạc đầy 12.6V ha, pin 4.2V á, anh em đóng 3S á anh em ha. Rồi thì mình trong đây nó có một cái đuôi nè, anh em ghim này vô. Đó, ghim này vô. Rồi, anh em câu theo B1, B2, B3 ha. Đó, cái này là bên sạc nè. Bên sạc là bên trừ nha, còn bên cộng á là mình câu trực tiếp. Bên trừ nè, bên trừ mình sẽ câu bên đây. Và bên đây là mình sẽ xài một cộng trừ thôi. Còn cái dấu cộng á, còn bên B cộng đây nè, anh em sẽ câu trực tiếp cho pin ha. Nó đơn giản là vậy thôi. Rồi, mỗi một cái về 160.000 nha anh em. Đó, 160.000 nha anh em ha. Rồi cái này em cho qua luôn nha anh em. Mạch 3S 100A cho pin lithium 4.2V. Rồi cái đó em cho qua luôn nha. Thì em tiếp tục sẽ có là một cục sạc 3S 12V nè. Đó, cái cục hồi nãy là 3S 100A. Thì cái này những cái con, những cái đồ mà công suất nó lớn lớn anh em, 12.6V nè. Đây là 5A nè anh em. Đó, 5A ha. Đó, 12.6V 5A dành cho anh em xài những cái dòng mạch lớn, pin nhiều thì anh em sẽ xài sạc này ha. Sạc này có quạt, sạc đầy tự ngắt nha anh em, xài điện 220 nha. Rồi mỗi cục 120.000 nha anh em, 120.000. Đó, trong đây có quạt nha, thì khi nào mà anh em ghim vô á, nó sạc nó sẽ quạt nha anh em, không sạc nó sẽ không quạt đâu. Nó sạc này nó hay vậy đó anh em, cho nên là nó dễ cho mình kiểm soát hơn, đơn giản là vậy thôi. Rồi ở đây em có một cái đế cân bạc đây nè anh em, đây thì em sẽ có một cái đế cân bằng, đế cân bằng này nè, là mỗi cái 25.000, anh em sử dụng lần 4 pin thì anh em sẽ cân bằng những viên pin của anh em. Nếu anh em mua 10 cái em sẽ để 22.000 nha. 10 cái sẽ 22.000, tự động em sẽ bớt anh em. Anh em mua 10 cái là tự động em sẽ bớt à. Rồi, mỗi một cái thì 25.000. Đó, anh em mua 10 thì em sẽ giảm nha. Rồi, cái này là để cân bằng pin. Pin 18650 nha anh em, không có pin lớn nha. Pin 18650 thôi. Đó, rồi. Cái này là kìm cắt linh kiện để cho anh em khi mà anh em gỡ pin, tháo pin thì cái kìm tháo rất là ok nha anh em ha. Và có cao su chịu qua đập cho anh em luôn nè, có cái lò xo tự động giãn luôn nha. Rồi mỗi cái 35.000 nha anh em, kìm cắt linh kiện nha. Rồi em cho qua luôn nè. Ở đây thì có một cái cổng dây sạc điện thoại 3 đầu ha, một cái đuôi cổng USB thì sẽ ra 3 đầu, và dây này là dây silicon siêu dẻo cho anh em, dễ, rất là dễ sử dụng luôn, tiện sử dụng luôn. Cổng dây này dài 1 mét, mỗi cổng 50.000 nha anh em ha, 50.000 cho một cổng ha, một sợi gì đó anh em. Rồi ở đây có một cái bông đèn led, led này led volt nha anh em, led volt đo từ 0V tới 30V, bắt đầu em sẽ đo cho anh em. Thì khi nào anh em đo sai cực thì nó sẽ không cháy, mà đo đúng cực thì nó sẽ cháy nha. Nè, thấy không, anh em câu như em vậy nè, cộng đỏ cộng vàng dính chung nhau nha anh em. Bây giờ giờ sao câu
Đây, mì cộng đỏ, cộng vàng. Anh em đợi xíu nha. Đó, bây giờ nó 20V 1.9 nè, anh em thấy không? Đó, cộng đỏ, cộng vàng nha anh em. 20.9V nè, đó. Khi nào mà pin anh em tụt xuống thì anh em sẽ biết nha. Đây mình sẽ câu cộng đỏ, cộng vàng dính với nhau. Đó, thấy không? Đó, mình đo sai cực thì nó sẽ không ấy nha, không cháy nha. Sai cực nó sẽ không cháy, thấy không? Sai cực nó sẽ không cháy. Nhưng mà đúng cực nó sẽ cháy. Đó. Thấy không? Ok chưa? Rồi. Rồi mỗi một cái đèn vậy á là 30.000 nha anh em, 30.000. Đèn này là hình như là 2 phân với chiều cao lên 1 phân anh em, tức như là 10 xăng. Ôi về 1 xăng với 2 xăng ha. Rồi. Một cái 30.000 nha anh em, đèn led vô. Rồi em cho qua luôn nha anh em ha. Rồi thì hồi nãy giới thiệu dây sạc thì quên giới thiệu với anh em là cái đế USB. Đế USB này, đế USB này em có hai màu nha anh em. Một màu đen và một màu xanh, hai màu nó giống nhau, sử dụng giống nhau, công thức giống nhau ha. Công suất cũng giống nhau luôn, công thức thì cũng giống nhau luôn. Rồi, mở lên, đèn sáng quá anh em. Sáng giới luôn. Thì anh em sử dụng cái đèn này thì anh em tiện việc khi mà đi vô công trình á thì mình sử dụng cho bóng tối ha. Đó, đèn này đèn có cải tiến cho nên là nó rất là sáng nha. Và mình sẽ ghim đây, khi mà ghim vô nó sẽ nổi đèn xanh vậy nên nó sạc nha anh em ha. Nó sẽ nổi đèn xanh vậy nên nó sạc nha. Đó. Thì mình sạc được 3 cổng lượt luôn nha anh em. Này, cổng là của Taishi nè, cổng là của iPhone nè và cổng là của Samsung chua dẹp nè ha. Rồi. Thì cái đèn này mình sẽ rút cái này ra các anh em ha. Dây sạc thì 50.000. Còn cái đế này á là 100.000 nha anh em, đế là 100.000 nha. Rồi. Cái đế này em cho qua luôn nha, 100k. Đó. Rồi, em sẽ có một số đồ tiếp tục. Mình sử dụng thì nó sẽ có mấy món nữa anh em ha. Anh em xem video từ từ giúp em. Và đây là mình có đèn chân pin Makita nha anh em, chân pin Makita thông dụng đó, để em quay vị cho anh em dễ thấy nha. Rồi, cái đèn này á thì mình sử dụng á thì mình sẽ ghim này vô. Đó, thấy không? Vô. Bật thấy không, chiều sáng cho anh em luôn, bật một cái một là sáng cả một bầu trời luôn anh em, nhìn thấy không, sáng trắng tới mất tiêu luôn, sáng quá sáng rồi nè. Rồi đèn này á là hồi đó trước có anh kia anh hỏi á, là đèn của em là bao nhiêu kích thước, đèn của em là 4 inch nha anh em. Bây giờ thì đèn này á thì tầm khoảng cỡ một tấc nha anh em, một tấc chiều dài khoảng cỡ một tấc luôn nha anh em, ngang dài khoảng cỡ một tấc hơn, tấc tấc mốt vậy đó anh em ha. Thì tầm khoảng có em dò dò thứ đó đó anh em, cũng như hào hào thứ đó vậy đó. Rồi cái đèn này thì nó có là led là 16 bóng nha anh em, 16 bóng đèn. Đó, 16 bóng led nha. Rồi sau lưng là bằng nhôm nha anh em, sau lưng này bằng nhôm nè. Ở dưới đế này bằng nhựa. Đó bằng mũ á. Đó bằng nhựa nha. Chân pin phổ thông thông dụng nha, thì anh em có thể xoay. Đó, xoay. Thì anh em muốn xoay nhiều xoay ít thì nó có ngóc dẫn đây nè. Anh em muốn cứng muốn nhẹ là tùy anh em ha. Đó, và có bật chế độ nè. Đó, anh em muốn nghiêng tới nghiêng lui tùy anh em ha. Đó, anh em muốn cứng muốn mềm thì anh em siết ngóc đó nha. Rồi. Thì đèn này nó đơn giản là vậy thôi anh em, chủ yếu là nó sáng ha. Rồi không, sáng kinh khủng khiếp không, sáng lúp hết đó anh em thấy không, đó, sáng lúp hết anh em thấy nó vậy chứ ngoài nó sáng lắm không. Đó, rồi rồi mỗi cái đèn như là 120.000 nha anh em, 120.000 cho một cái đèn nha. Rồi đèn led 16 bóng 120.000 nha anh em ha. Rồi anh em cho qua luôn nha, nhanh gọn nha anh em ha. Rồi đây đế cân bằng nãy 4 pin rồi quay rồi phải không? Còn cái đế cân bằng này là mỗi một cái giờ là 8.000 nha anh em, 8.000 ha. Đó, 8.000. Tại vì em còn có mấy cái nữa anh em, còn có chừng cỡ 50 cái nữa ha. Cái 8.000 nha anh em ha, để một pin, một viên pin 18650 là để vừa luôn nha anh em ha. Viên pin 18650 anh em sẽ để vô đây. Thấy không? Là vừa luôn. Đó, anh em gài một cái một là cân bằng là thoải mái luôn anh em ha. Rồi mỗi một cái đế là 8.000. Rồi cái này em cho qua luôn nha anh em ha. Cho qua luôn. Đây là mạch chân bu lông, mạch chân bu lông nha. Khi mà anh em mua thì anh em làm ơn mua giùm em một bộ vậy nè anh em, chứ để anh em về nhiều khi á cái cò của anh em nó không đúng, tại vì trong đây nó có cái loại này nó có tới ba chân lận anh em, nó có loại ba mẫu lận. Một mẫu là 6+, một mẫu là 7+, một mẫu là 8+ nha anh em. Nha. Đây nè, nó có 8+ này nè anh em, để em quay gần xíu nha. Thì cái mẫu này nè anh em, nó có 8+ ha. 8+. Và có cái mẫu là 6+ và có mẫu là 7+ nha anh em, cho nên là tốt nhất á anh em mua giùm em một bộ vậy giùm em ha. Một bộ vậy giúp em. Một bộ vậy chỉ có 105.000 thôi nha anh em. 105.000 thôi nha. Chứ còn anh em mua á là
cái này cái mạch không là 80.000, cái cò thêm 25.000 nữa là 105.000 cho một bộ cho nên anh em, quá là rẻ luôn. Thì cộng trừ ha, và ở đây nó có ba chân nè, anh em dòng xài cho máy không chỗ thang á, rồi một bộ 105.000 em cho qua nha. Chứ anh em mua cái mạch không á, về nhiều khi cái chân á anh em đút không vừa là coi như anh em bỏ cái mạch nha. Anh em mua dùm em một bộ đi ha, để cho mình chắc ăn sử dụng chứ cho nó dễ anh em ha. Rồi ở đây em có một cái sạc dự phòng nữa nè, sạc dự phòng này thì đây là sạc đôi. Rồi sạc dự phòng này á, thì em có đóng sẵn, nếu mà anh em đóng sẵn á, thì em sẽ bán một cục chỉ là 250.000 nha anh em, 250.000. Sạc này là 22.5W nè, thì sạc này nó có hai cổng nè. Thì trong đây á là một á là mình xài 3 viên 18650 và hai á là mình xài 2 viên 21700 nha anh em ha. 2 viên 21700, tất nhiên là dung lượng nó khoảng cỡ 8000 á anh em. 8000 á ha. Đó, còn em đóng cho anh em thì em sẽ bao với anh em là sạc hơn một cái điện thoại, một cái gửi điện thoại. Sạc một cái gửi điện thoại nha anh em. Đó. Thì nó tầm khoảng cỡ đó, là tại vì cái điện thoại của anh em là hết 5000 rồi. Thì mình đóng cục pin dữ lắm là 8A chứ mấy. Thấy không? Dung lượng nó là 8000 thì anh em sạc cỡ cái gửi thôi anh em ha. Nhưng mà nó gõ gọn đẹp. Thấy không? Và sau lưng nó có em 3 cọng dây. Cổng này là của Tai Chi nè, thịnh hành nhất hiện nay nè, và cổng này của iPhone nè. Thấy không? Đó, và một cổng này của cổng USB. Đó, để cho anh em xài cái nào xài USB thì anh em ghi bằng cổng này. Rồi, thì cái này mỗi một cái vỏ như vậy á là 120.000. Cái vỏ như vậy nè thì nó sẽ gáp là thành phẩm là nó vậy nè nè. Đó. Thấy không? Đó, thấy không? Là 100 pin nè, đó. Thì nếu mà anh em kêu em đóng á, thì em sẽ bao với anh em là sạc một cái gửi điện thoại 250.000 ha. Đó, rất là nhỏ gọn ha anh em, vừa bằng tay mình luôn á. Đó, thấy không? Rất là ok. Rồi, mỗi một cái 250.000 nha. Còn vỏ không thì 120.000. Anh em về tự đóng nha. Đó, về tự đóng ha. Rồi, cho qua luôn nha anh em ha. Rồi, kèm theo đó là em có một cái sạc đôi sạc cho pin 18650. Thì cái sạc đôi này nè là xài cho pin 18650. Anh em để ngược cực nó sẽ không cháy, mà để đúng cực nó sẽ cháy bóng đèn xanh ở đây. Và khi mà anh em ghim vô điện sạc á thì anh em sẽ ghim vô điện nè, thấy không? Thì nó sẽ nổi đèn đỏ lên đó là nó sạc ha. Mà khi nó xanh, nó đầy á, nó sẽ xanh nha. Rồi, mỗi một cái 25.000 nha anh em. Sạc pin 18650 nha anh em. Mắc in China nha. Mắc in China nha. Rồi, ok. Rồi, cho qua luôn. Sạc cái 25.000 nha anh em ha. Rồi, cho qua tiếp tục sẽ kiếm những cái món khác giới thiệu tới anh em tiếp tục nha. Rồi ở đây em có một cái kìm tút linh cắt linh kiện nè. Đây có một cái đồng hồ nè nè. Đồng hồ này là 80.000, mã 830B nha. Rồi, một cái 80.000, khi mà anh em đem ra sử dụng á thì anh em chỉ cần là tháo cái bọc ra. Rồi. Ghim hai cọng dây vô. Đó, hai cọng dây vô, cọng đỏ chính giữa nè. Đó, và cọng đen kế bên. Là nằm xích dưới nè. Đó, anh em thấy không? Ghim như em vậy nha. Bật lên là sử dụng thôi nè. Ví dụ như anh em đo dưới 20V thì anh em sẽ bật cái nút 20V. Còn nếu anh em đo trên 20V thì anh em sẽ bật qua chế độ 200V ha. Và anh em đo trên 200V thì anh em sẽ bật qua chế độ 1000V. Thì thông thường mình sẽ đo là chế độ 20V nha. Rồi bây giờ mình sẽ ghim hai cổng nó vô thử nè. Đo nha. Cục pin nè. Cục pin này thì dễ đo hơn nè. Đó, bây giờ sẽ ghim vô nè. Thấy không? 18V. 18.15. Thấy không? Ok cho anh em. Nó nếu mà mình đo trên dưới 20V nha. Rồi. Đồng hồ thì mỗi cái 80.000 nha anh em. Khi mà anh em sử dụng xong thì anh em sẽ tắt nha. Còn DC AC gì đó, AC mình đo phía mép bên đây nha anh em. Nè. DC gì nè anh em. Còn cái này là DC, cái này là AC nè anh em ha. Đó, em chỉ biết hai chế độ này thôi, còn những chế độ khác thì anh em tự tìm hiểu đi. Rồi, mỗi cái 80.000 nha anh em. Đồng hồ 830B ha. DT830B. 80.000. Rồi em cho qua nha. Ở đây em có một cái kìm tút dây điện nè anh em. Kìm tút dây điện này là tút siêu nhanh nè. Đó, có cử cho anh em luôn. Một cái 90.000 nha anh em. Có cử trong này nè. Anh em có chỉnh ra chỉnh vào là tùy anh em ha. Tại nó. Nè, anh em cứ dời cái này nè, dời cái này xuống tới đây. Thì tùy theo anh em dời. Còn cái thế của nó làm nè anh em, cái thế nó làm việc nè. Đó, khi mà ấy nó sẽ bóp con dây điện nằm ngoài. Ha, và nó sẽ tuốt cái vỏ là hai cái cây sắt ở trong tuốt cái vỏ nha. Đó, và kèm theo đó là có chế độ cắt nằm đây. Đó, anh em sử dụng khi mà anh em không có kìm có kéo đem theo á, đây là khó lâu gì đó, anh em sẽ để vô đây anh em cắt nha. Đó, anh em cắt ha. Rồi, bỏ một cái 90.000 nha anh em. Khi mà em gửi cho anh em thì nó sẽ nguyên cái vậy nè anh em.
đó, nó sẽ thành cái hộp vậy nè. Nó xài từ 6 ly, từ 0.5 ly tới 6 ly nè, đó, thấy không? Đó, thấy không? Từ 0.5 tới 6 ly. Tại vì em để nó gần gần đất cho nó hơi bụi xíu, chứ em gỡ gần lộ anh em. Cho nên hơi bụi xíu anh em thông cảm nha. Rồi cái kèm này là 90 ngàn nha anh em ha. Rồi cái này là em cho qua đi nha. Rồi em có cục pin Realme 550.000, pin Samsung 20S nè anh em. Đó, rồi. Đó là giới thiệu sơ thôi, pin thì bao xài anh em ha. Rồi thì pin thì em có nhiều loại lắm anh em, cho nên là anh em cứ cần gì thì cứ alo cho em ha. Rồi đây em có một bộ phân tháp nè anh em. Bộ phân tháp này là trong đây có 6 mũi nè. 6 mũi nè, mũi 3 ly nè, mũi 6 ly và mũi 8 ly nha. Và mũi ở đây là dài, cái này là cái gì? Cái này là mũi từ 4 ly tới 12 ly nè. Đó. Và mũi này là từ 4 ly tới 20 ly nè. Thấy không? Từ mũi này từ 4 ly tới 32 ly. Đó, ba trong đây có 3 mũi phân tháp và 3 mũi phân thường, tức như là 3 mũi phân sắt đó anh em ha. Rồi một bộ vậy là 120 ngàn nha anh em. Đó, khi anh em sử dụng xong anh em sẽ gài lại như vậy và anh em sẽ treo lên ha. Sẽ treo lên vậy nè. Rồi, mỗi bộ vậy là 120 ngàn nha anh em. Rồi anh em cho qua nha anh em ha. Nhanh gọn lẹ đó. Rồi. Thì em sẽ tiếp tục những cái món khác, nói chung là em còn nhiều thứ lắm nè. Đây, em có một cái đèn pin LED T6 đây nè. Đó, khi anh em đi vườn, đi ruộng anh em hoặc là anh em đi chòi, đi đồng thì anh em cần nhỏ gọn và sáng thì nó đây nè anh em. Đó, thì trong đây nó có cái sạc cho anh em nè, đó, và kèm theo đó một cái ống nhựa và một cái đèn pin. Đó, cái đèn pin LED T6 nguyên thân bằng nhôm và chống nước cho anh em luôn ha. Và mình sẽ tháo ra ha. Và mình, cái này là mình để pin tiểu ha, pin 2A vẫn được nha anh em. Và mình thông thường là mình xài pin 18650 thì mình sẽ để pin 18650 cho mình sử dụng anh em. Ở đây có cao su chống nước cho anh em luôn nha, nguyên thân bằng nhôm nha anh em. Nguyên cái thân nó bằng nhôm luôn anh em ha. Đó. Đó, không? LED T6 nha. XM. Rồi bây giờ mình sẽ dặn vô nè. Khi anh em dặn vô thì anh em dặn đàng hoàng vô cho nó gây găng ngay bọng rồi vô. Rồi mình sẽ mở lên nè. Đó, và nó có 5 chế độ nha. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. 5 là chế độ nó đứng luôn nha. Nhưng mà tối lại nè, tối nữa nè. Đó, chớp nè. Ố lộn, em bấm tắt luôn à, chớp nè. Thấy không? Chớp chậm nè. Đó, cái này là chớp chậm hơn nữa nè. Đó, thấy không? Rồi mình tắt nè. Đó, ok chưa? Và khi mình sử dụng, ví dụ mình muốn gọi xa thì mình sẽ kéo này ra. Đó, sẽ gom lại nha anh em. Đó, mình sẽ kéo cái đầu này nè. Thấy không? Anh em kéo đầu nè. Đó, rồi. Đó, ok chưa? Gọi rất là xa nha anh em. Gọi gần 200 mét là bình thường nha anh em. Và em sẽ gọi xa cho anh em coi nè. Nè. Gọi 200 mét là bình thường. Từ đây tới đó thì nó có mấy mét thôi nè. Đó. Nè. Gọi ban đêm mà gọi 200 mét là bình thường nha anh em ha, thoải mái luôn. Rồi, cái này là một cái 120 ngàn nha anh em. Đèn pin này mỗi cái 120 ngàn nha. Đó. Rồi mình chỉnh gần lại nó sẽ sáng hơn nha. Đó, thấy không? Cái này mình đi làm việc, đi trong ấy đồ ruộng đồ rất là ok nha anh em ha. Đó, và nó có một dây treo cho anh em luôn nè. Rồi. Thì trong đây nó có một cục pin sẵn nha anh em. Ví dụ như anh em muốn mua pin thêm á thì anh em cứ alo cho em. Thì cứ mỗi viên 26 ngàn đó. Anh em cứ mua mấy viên anh em mua. Mỗi viên 26 ngàn. Còn cái đèn pin này có pin sẵn như vậy á, sẽ là 120 ngàn một cái nha anh em. LED T6 và kèm theo đó có hộp nhựa cho anh em luôn nè. Đó. Tùy theo đợt thì có hộp nhựa, có hộp giấy, tùy theo đợt nha anh em ha. Nói chung thì anh em xài cái đèn pin thì chủ yếu cái đèn thôi, còn cái hộp nó không quan trọng nha. Rồi 120 ngàn cho qua luôn nha. Đây em có sạc 1S với lại vỏ pin Nati 12V. Vỏ Nati 12V này thì cái 60 nha anh em ha. Và trong đây có một cái chân tiếp xúc và hai cái đẩy gài hai bên. Đó, 60 ngàn. Ok chưa? Rồi, anh em cho qua nha, 60 ngàn, nhanh gọn. Tại vì cái đó thì sạc 1S anh em. Sạc 1S nè. Và em sẽ có mạch 1S cho anh em luôn ha. Rồi, mạch 1S đây. Mạch 1S này đó là tiện cho anh em đóng vít mini nha. Đó, mạch 1S là xả cao, xả tới 20A lận, cho nên anh em đóng vít mini thoải mái nha. Đó, thì mỗi cái giá 30 ngàn nha anh em. Mạch 1S nè. Đó, và kèm theo đó là ví dụ như anh em mua sạc thì anh em sẽ lấy sạc này. Sạc này là 4.2V 2A thì anh em sạc cho cái mặt này. Đó sẽ là vậy nha, combo của nó nha anh em ha. Rồi anh em mua một chiếc pin 18650 là anh em sử dụng nha. Rồi sạc thì 40 ngàn mà mạch thì 30 ngàn nha anh em. Mạch thì 30 ngàn, sạc thì 40 ngàn. Rồi cái này em cho qua luôn, mạch với sạc nha. Rồi tiếp tục thì em sẽ có một cái mạch, hồi nãy giờ em quên giới thiệu mạch này. Mạch này là mạch 12V ha, chân pin Makita thông dụng nha anh em. Đó thì tất nhiên là nó sẽ có hai cộng này thôi, và anh em câu những cái cộng khác á, ví dụ như là B3, B4 là anh em xài không được nha, chứ không phải như cái mạch mà 5S mà loại mà 60A mà anh em xài câu 4S 5S được nha. Còn cái này là chỉ đặc biệt là 3S thôi nha anh em ha. Đó, 12V thì anh em dành cho nó đóng pin mà
Makita vậy nè, nhưng mà anh em xài pin 12V thì anh em sẽ mua cái mạch này nha. Đó thì anh em xài 12V sẽ mua cái mạch này về anh em sử dụng nha. Đó, rồi, mỗi con cá 50.000 luôn anh em ha. Cho qua luôn. Mạch 3S thì 50 mà mạch 1S thì là 30 nha. Rồi cho qua. Rồi em đây em có một cái mạch đa năng. Mạch này á là mạch 10S nè anh em. Tất nhiên là anh em đóng từ pin nó từ 4S, 5S, 6S, 7S, 8S, 9S, 10S thì này là nó được 60A thì anh em đóng được hết nha. Ví dụ như anh em đóng vít 14V của Boss á thì vẫn xài mạch này được ha. Và anh em đóng bô lông 24V thì anh em vẫn xài bô lông mạch này được nha. Đó, ha. Ha. Rồi, một cái vậy là 60.000 nha anh em, 60.000. Còn anh em nào không biết câu thì alo em sẽ gửi sơ đồ cho anh em câu ha. Rồi, mỗi một cái 60.000 nha anh em, mạch này là mạch đa năng. Từ 4S tới 10S nha. Đó, anh em nào mà mới đóng pin á thì anh em nên mua cái mạch này thì cho đỡ tốn tiền. Là tại vì anh em ví dụ như khách lại đóng á, đóng 4S vẫn xài mạch này được, 5S vẫn xài mạch này được và từ 4S tới 10S thì anh em xài được hết. Cho nên là mua một mạch này thôi là đủ xài. Còn sạc á thì anh em phải mua theo nha. Mua theo từng công số của cái cục pin nha. Rồi, cái này em cho qua luôn anh em ha. Cái 60.000. Cò thì cò có than thì em có nhiều loại lắm anh em, có 3 loại cò có than nha. Cho nên là anh em mua á thì anh em chịu khó đo kích thước giúp em. Cò nè, cò có than nha. Đó, những cái con mấy hình như này là vít 090 nè anh em. Vít này vít 090 cái gì nè, cò nè. Đó, thì nói chung là cò có than nha anh em. Đó, anh em cần mua thì anh em cứ gửi kích thước cho em. Thì em đo rồi em gửi cho anh em chứ bây giờ mà nói về mà không có kích thước mà kêu em gửi cái cò đúng cho cái máy của anh em thì em bó tay, em gửi không được đâu. Tại vì có biết kích thước đâu mà gửi. Rồi em đó em cho qua nha anh em ha. Thì để em tháo điện thoại xuống bây giờ cho anh em xem rồi chắc em kết thúc video đây nha anh em ha. Đó, bây giờ mình sẽ còn một số máy bãi thì anh em nào mà nói chung là xài chuyên về mấy những cái dòng này thì cứ alo cho em. Anh em nào mua hết thì em có giá tốt để cho anh em mua hết nha. Đó, dòng những cái hai con vít mắt, một con vít 022 40V và hai con vít Hitachi 36V ha. Đó, và một con vít mắt đó nữa kìa. Đó, anh em nào mà có như là muốn mua về bán thì em sẽ alo cho em sẽ để giá tốt cho anh em ha, nhưng mà phải gom hết nha nè, chứ anh em gom chừa lại thì em bó tay nha. Tại vì vít pin em có pin bộ luôn, anh em mua máy nguyên bộ thì em vẫn có máy nguyên bộ nha. Đó, pin 40V đóng mới luôn, VTC6 luôn. Đó, pin này pin VTC6 nè. Rồi thì thôi, chắc em kết thúc video đây. Thì anh em nào cần mua vạt thì alo cho em nha. Vạt mỗi cây 210.000 cây nha anh em. Xài chân pin Makita thông dụng nha. Còn anh em nào sử dụng bu lông vít, đó, bu lông vít phan ba chức năng thì anh em cứ alo cho em thì em sẽ chụp gửi mẫu cho anh em xem nha. Và máy mài ha. Máy mài có 3 loại nè ha. Thì thổi bụi luôn, cưa xích luôn. Đó, đầy đủ. Anh em cần gì thì cứ alo cho em. Thì chặn những cái dòng mà em quay trên video là nha anh em. Đó, thì em nói nào thì anh em cần thì em chụp cho. Chứ còn ngoài video ra thì em không biết cái mẫu nào nữa, tại vì máy thì 100.000 triệu mẫu ha. Thì thôi chắc em kết thúc video đây, cảm ơn em đã xem cuối video nha. Thì anh em cần cứ liên hệ số điện thoại góc chấm màn hình giúp em. Xin chân thành cảm ơn em rất nhiều. Chào anh em nha, hẹn anh em làm video tiếp theo nha.